cây hoàn ngọc có công dụng chữa đau dạ dày hiệu quả. Cây hoàn ngọc chữa được nhiều bệnh về đường ruột như đau dạ dày, viêm loét đại tràng, rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên không phải ai cũng biết đến công dụng này của cây hoàn ngọc. Bài viết dưới đây sẽ bật mí cách chữa đau dạ dày bằng cây hoàn ngọc mà bạn chưa biết. Ngày nay, cuộc sống bận rộn khiến chúng ta có thói quen ăn uống không hợp lý, không đúng giờ giấc, sử dụng nhiều bia rượu. Chất kích thích khiến dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng, gây nên nhiều bệnh về dạ dày. Đau dạ dày là bệnh thường gặp nhất. Cách chữa trị bệnh đau dạ dày hiệu quả nhất chính là kết hợp dùng thuốc và chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý. Sử dụng thuốc chữa đau dạ dày tân dược kéo theo các tác dụng phụ không mong muốn. Do đó, người bệnh thường chuyển sang dùng thuốc đông y. Trong đông y, dùng cây hoàn ngọc chữa bệnh đau dạ dày vừa đem lại hiệu quả cao, lại an toàn cho người bệnh. Chữa đau dạ dày bằng cây hoàn ngọc hay cây nhật nguyệt, lan điền, trạc mã, nội đồng, con khỉ, thuộc họ ozo, là dược liệu quý chữa trị được rất nhiều bệnh và tốt cho sức khỏe. Loại cây này được nghiên cứu có thể chữa trị và phòng ngừa 25 bệnh ký khác nhau. Cây hoàn ngọc thể chữa được bệnh trí đau dạ dày, huyết áp cao, u do ung thư, thiếu máu não, ung thư ruột, viêm gan, các bệnh phụ khoa, bệnh lị, chảy máu, cảm cúm. Cách sử dụng cây hoàn ngọc chữa bệnh đau dạ dày. Đau dạ dày gây phiền phức cho người bệnh. Có thể chữa trị đau dạ dày dễ dàng và an toàn là sử dụng cây hoàn ngọc. Cách dùng lại vô cùng đơn giản. Cách 1. Dùng 7 đến 9 lá hoàn ngọc tươi rửa sạch, sau đó đem nhai mỗi ngày 2 đến 3 lần. Kiên trì áp dụng liên tục khoảng 1 tuần sẽ thấy bệnh thuyên giảm đáng kể. Cách 2. Sử dụng 8 đến 10 gram lá hoàn ngọc sắc lấy nước uống 2 đến 3 lần mỗi ngày. Người bệnh đau dạ dày phải áp dụng liền trong 2 tuần mới đem lại hiệu quả cao. Lưu ý, trường hợp người dùng lá cây hoàn ngọc điều trị bệnh trong lúc sử dụng hoặc khó sử dụng, có thể kèm thêm một chút muối cho việc nhai sống lá hoàn ngọc tiện hơn. Để có một sức khỏe tố, người bệnh đau dạ dày cũng nên có chế độ ăn uống hợp lý. Không nên ăn nhiều thức ăn kích thích. Để có một sức khỏe tốt nhất,